Chào các bạn, tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty IST. Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói về phần 2 của định cư Úc các bạn thân mến là một người đến mới đến định cư thì các bạn sẽ trải qua những cái cung bậc cảm xúc à, vị ví dụ như đầu tiên khi mà bạn đến nước úc thì bạn thấy nước úc rất là à, mới mẻ cho nên là các bạn cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng à, nhưng mà qua trải qua một vài tuần ở nước úc thì các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nhớ nhà đó là một cảm giác rất là bình thường nha, nha các bạn à, bất cứ một cái người nào tha hương người ta đều sẽ phải trải qua những cung bậc cảm xúc đó à, và à, tùy cái tính cách à, cá nhân của chúng ta mà chúng ta sẽ tìm những cái cách à, để đối à, đối chọi với cái cái cảm giác nhớ nhà cảm giác nhớ người thân đó thì à, theo kinh nghiệm của hạnh thì hạnh nghĩ rằng à, khi à, mình muốn đối chọi với cảm giác nhớ nhà thì mình sẽ làm những cái việc đó gì đó mà mình yêu thích để cho mình có thể quên đi cái cảm giác nhớ nhà hoặc là tạm quên đi à, ví dụ như các bạn à, thích à, đi chùa các bạn à, thích tụ họp à, các bạn thích gặp người 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 bạn bè gì đó Nhưng mà tùy cái, cái trường hợp của mỗi bạn Có nhiều người qua Úc nhưng mà đã có người thân Có bạn bè thì người đó cái cảm giác nhớ nhà là Người ta ít hơn Còn một cái người mà một thân một mình qua định cư Úc như Hạnh Chẳng hạn đi Thì cái cảm giác nhớ nhà hoặc là cảm giác cô đơn Nó rất là sâu và cái kinh nghiệm quá hạnh rằng là uh, người nào mà mới qua úc á, thì khi bạn hỏi cỡ hai ba tháng đầu tiên mình bạn hỏi người đó là uh, bạn cảm giác nước úc như thế nào thì thường người ta nói là chán lắm <laughs> tại vì người úc uh, nước úc uh, có một cái lối sống nhịp sống nó khác việt nam hoàn toàn uh, cho nên là nếu bạn nào sống uh, quen sống ở thành phố sài gòn uh, rất là sô bộ náo nhiệt thì bạn đó cảm thấy là đất úc rất là buồn chán và tá nhạc đúng không các bạn tuy nhiên sau một thời gian nếu như à, cỡ từ 6 tháng đến 9 tháng trở lên á thì khi mà cái người nhập cư đó bắt đầu quen với lối sống của bên úc thì người ta có cảm giác là nó nó cũng nó có cái những cái hay của nó và có nhiều người À, khi sau khi người ta sống lâu trên đất Úc Người ta đi về Việt Nam Người ta lại cảm thấy rất là lắm Đó là một cái cái cảm giác rất là bình thường các bạn à, nhớ có một cái nhà thơ nào đó Nói là khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn Tại vì là khi bạn sống Ở một cái vùng nào, nào đó à, Thì sau một thời gian bạn sẽ quen và khi mà bạn quen rồi thì bạn đi bạn sẽ nhớ mà thôi cho nên là cái giai đoạn đầu khi mà hành qua úc thì hành cũng nhớ việt nam và nhớ người thân rất nhiều và hành phải người ta nói là trên trên các bạn biết không nhưng mà trên mạng bạn người ta nói là có rất nhiều cách để mà có thể đối chọi với cái cái việc không sickness net tức là cái nhớ nhà như là bạn uh, đi tập thể dục, bạn uh, giao lưu bạn bè hoặc là chat với người thân ở Việt Nam hay là um, gì đó. À, thì um, đối với Hạnh thì cái cái uh, cái kinh nghiệm của Hạnh là <laughs> Hạnh tìm đến uh, tôn giáo tại vì Hạnh ở Việt Nam cũng là một người Phật phật tử à thì vào bên này thì hạnh sẽ tìm cái đến cái cái, cái chùa à, để mà tu tập thì hạnh cảm giác là ở đó hạnh tìm được cái sự bình yên thì thường người ta nói là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân <laughs> à, hình như là câu đó của các Mát hay là ai hạnh không nhớ à, thì cái cái con người đời sống con người tinh thần vật chất là một và à, ngoài ra còn có đời sống tâm linh và nếu như các bạn có một đời sống tâm linh phong phú thì các bạn sẽ dễ dàng vượt qua những cái chướng hại mà trong cái um, tâm hồn của mình tại vì cái um, cái suy nghĩ của mình nó cái cảm giác nhớ nhà là cái cảm giác thuộc về suy nghĩ thuộc về tâm À, và nếu như các bạn có thể giải tỏa được những cái cảm giác đó thì các bạn sẽ hòa nhập với cuộc sống bên Úc nó à, tốt hơn. Thì à, bạn hạn thì không có một cái gọi là no no one size fit all tức là không có có một cái một cái phương pháp nào à, duy nhất để có thể giúp bạn à, trải qua và đối chọi được với cái sự cô đơn, cái sự nhớ nhà. Và Hành chỉ khuyên rằng là khi mà bạn cô đơn, bạn nhớ nhà, bạn đừng có thui thủi một mình Bạn hãy đi ra ngoài, cố gắng đi ra ngoài để mà giao lưu, học hỏi, để mà khám phá cái vùng đất của mình sống Và nhất là bạn đi kiếm một cái công việc, bạn kiếm một cái công việc để làm thì như vậy khi mà bạn có công việc bạn chắc chắn sẽ có đồng nghiệp và bạn sẽ um, có những cái mối quan hệ bên ngoài và những cái mối quan hệ bên ngoài và những cái và cái việc công việc mới thì bạn phải học hỏi thì như vậy bạn sẽ um, không có thời gian để nhớ nhà <laughs> um, về cái việc mà đi sinh việc thì hạnh nghĩ là cái việc tối quan trọng của một cái người mà mới nhập cư vào úc vì uh, ai ai À, lớn lên thì mình cũng muốn đi kiếm việc làm để mà giúp đỡ một phần trong gia đình và nhất là để tự nuôi sống bản thân mình nhất là các bạn mà du học sinh thì hẳn biết các bạn làm việc rất là chăm chỉ à, vì người nào mà làm du học sinh úc thì cũng biết cái tiền tiền đi đóng học phí rất là cao à, và tiền đi lại tiền ăn ở ăn uống rất là đắt tiền à, thì cái việc mà à, đi tìm một cái việc làm á, thì không phải là dễ À, và Hành thành biết điều đó là một điều rất là khó khăn tuy nhiên à, Hành chia sẻ với các bạn với à, với một cái mong muốn là các bạn có thể à, nhìn à, có thử là cái phương pháp đó có hợp với mình không thì à, nhất là các bạn định cư theo hôn nhân hôn, hôn diện hôn nhân hôn theo úc thì các bạn biết đó các bạn có mấy trăm giờ bốn năm trăm giờ anh văn miễn phí thì Hành khuyến khích các bạn nên nên đi học và cố gắng học hỏi à, ít nhất cái khả năng tiếng anh của mình mình lên một chút để mình có thể khả năng à, Mình đi ngoài đường hay gì đó Mình có thể đọc được biển, đường, biển xá Và biết cách đi về nhà Rồi đó là một cái kỹ năng tối thiểu Đúng không các bạn? Ngoài ra thì các bạn nên dành thời gian để đi học À, bên úc à, hệ thống giáo dục úc là có về à, ngoài đại học thì còn có um, uh, vocational school tức là những cái trường dạy nghề và các có những cái ngành nghề người ta chỉ cần các bạn đi học 3 tháng 6 tháng hoặc nhiều lúc chỉ có đi học một tháng học mấy ngày thì các bạn nên đi học những cái khóa đó và để làm dần dần làm quen với cái um, uh, cái cuộc sống bên úc và với những cái chứng chỉ nhỏ đó nó có thể giúp bạn đi kiếm những cái việc làm lặt vặt rồi ngay từ ban đầu bạn có những cái việc làm lặt vặt đó rồi sau này bạn sẽ có được kinh nghiệm giống ở úc và từ từ bạn sẽ có thể nâng cao được cái nghề nghiệp của mình bằng việc là có thể là được người ta cho lên làm manager, làm quản lý Hoặc là các bạn Từ đó các bạn biết được À tôi à, trong cái đế quốc này Cần những cái công việc này Những công việc này là Người ta rất cần rất nhiều nhân viên Và tôi có thể đi học Để có thể làm cái việc đó Thì à, chính như vậy Có một cái hành tinh Rằng là với một cái tinh thần tiến thủ Có cái ý chí tiếng thủ cao thì các bạn có thể vượt qua tất cả những cái chướng ngại về cái việc cái, cái sự bỡ ngỡ ban đầu khó khăn ban đầu khi mà định cư úc và các bạn thơ mến kinh nghiệm của Hành là nếu các bạn tìm không được việc các bạn nhớ làm volunteer tại vì các bạn biết không làm volunteer đó à, tức là làm không công đó làm, làm học nghề đó là một cái cơ hội để các bạn học được cái cách làm việc ở úc và từ đó các bạn có kinh nghiệm và những cái À, những cái người chủ bên Úc á, người ta rất là thích những người có kinh nghiệm. nước Úc à, chú trọng về kinh nghiệm nhiều hơn là bằng cấp các bạn. Ví dụ các bạn có bằng cấp gì đi nữa mà các bạn không có công việc cái kinh nghiệm trong công việc đó người ta sẽ không thuê bạn. Cho nên là nếu như các bạn cảm giác rằng à, mình xin việc khó quá thì mình sẽ suy nghĩ cái việc nào mình hay thích làm và các bạn có thể à, đi xin làm làm không có không có trả lương, làm volunteer. À, từ đó các bạn sẽ có những cái mối quan hệ và từ những mối quan hệ đó người ta có thể giới thiệu việc cho bạn à, hoặc là từ cái việc mà bạn volunteer đó bạn sẽ học kinh nghiệm được làm việc đó à, tại nước úc như vậy từ đó nó sẽ từ từ nâng cao cho bạn cái khả năng kiếm việc à, cho nên là đừng, um, đừng có nghĩ là ô chỗ nào cũng cần người có kinh nghiệm hết tôi không có kinh nghiệm thì làm sao tôi có thể có cái công việc đó đúng không các bạn nhưng mà theo hạnh thì hành đã trải nghiệm rồi mà Tức là hành đã đi kiếm việc thì người nào cũng nói là hạnh không có có cái kinh nghiệm ở bên đất Úc thì uh, cho nên là hành hành nộp một cái trong hồ sơ thì cũng không ai nhận Hạnh cả thì hạnh mới suy nghĩ rằng à nếu như mà anh cần tôi có kinh nghiệm nhưng mà tôi mới đến nước này làm sao tôi có kinh nghiệm được thì hạnh sẽ um, cầm điện thoại gọi những cái nơi mà mà hạnh thích cái tính chất của công việc đó và hạnh nói là hạnh uh, muốn hạnh là một người mới nhập cư hạnh không có kinh nghiệm làm việc ở trên đất úc và hạnh rất là thích cái công việc đó và xin uh, bên 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 phía đó có cần người volunteer hay không uh, và hạnh sẵn lòng lòng làm, làm volunteer thì từ đó từ cái công việc volunteer đó bạn biết không à, hành cái công việc đầu tiên của hành là hành volunteer um, giúp đỡ cho cái uh, Samaritan House là một cái house mà một cái nơi chứa um, của của Red Cross của hội chữ thập đỏ người ta uh, xây một cái nơi mà cái nơi đó người ta cho những cái người phụ nữ bị uh, bạo hành uh, bạo lực gia đình được trú ngụ uh, qua đêm hoặc là hàng tháng hoặc là hàng năm À, thì thì những cái nơi đó cái, cái chỗ đó người ta có rất là nhiều phụ nữ Việt Nam phụ nữ Trung Quốc rồi rất là nhiều nước khác nhau à, người mà người ta tới định có Úc và người ta là nạn nhân của của bạo hành à, gia đình thì từ cái cái nơi đó Hạnh làm volunteer Hạnh có thể hiểu được à, cái cách vận hành công việc ở trong cái chỗ đó và Hạnh lại biết thêm nữa là luật À, chống bạo hành gia đình ở úc là như thế nào các bạn thấy chưa cho nên là từ cái việc nhỏ nhặt đó mà hành có thể có một cái tầm nhìn một cái nhìn hiểu biết một chút về đất nước úc và từ cái đó từ cái công việc đó hành sau này mới có việc làm ở tòa án đó các bạn cho nên là những cái gì nhỏ nhặt nhất mà mình nghĩ rằng là không có quan trọng nhưng mà thực ra người úc rất là quan trọng về về cái việc đó cho nên là các bạn thân mến à, hy vọng các bạn à, có thể à, à, hiểu một chút à, và và hạnh đã chia sẻ cho các bạn nhé à, về cái kinh nghiệm định cư Úc những cái khó khăn ban đầu của một người mới nhập cư à, và nếu các bạn thích những cái đề tài hạnh chia sẻ thì à, xin các bạn vui lòng à, bấm bấm phím like ở trên youtube và nếu các bạn không thích các bạn cũng có thể bấm phím unlike à, để cho hạnh có thể biết được cái đề tài của hạnh đang nói có, có 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 thu hút các bạn hay không để mà hành có thể chuyển những cái đề tài khác nếu như mà các bạn à, các bạn muốn 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 nghe những cái đề tài khác và các bạn có thoải mái vui lòng thoải mái à, viết bình luận để hành có thể à, thấy được à những cái yêu cầu của các bạn để bạn khi rảnh rỗi hành có thể chia sẻ những kinh nghiệm của một người định cư úc à, trước các bạn à, xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ 同学们。So,